mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Người về thăm quê qua giọng hát của Hồng Nhung và Thúc Múa đến từ đơn vị xã Lý Thường Kiệt thể hiện. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để